Vi kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay 31 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. 7 tháng đầu năm, Việt Nam thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu xăng dầu. Xác định những đội bóng đầu tiên giành vé sớm vào bán kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT 2024. Phát huy chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ theo hướng bền vững là nội dung chuyển tải trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Mở đầu là phần tin kinh tế. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng xăng dầu xuất khẩu nửa đầu tháng 7 đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,08 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt là 8,3% và 7,3% so với cùng kỳ. Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sang thị trường này đạt 222.900 tấn, trị giá 183,4 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 19% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm từ 11 đến 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 10 đến 11% trong tổng lượng và kim ngạch. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Phú Mỹ và Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 dự tiến hành chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cho người dân phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Đợt này, 76 hộ dân có đất bị thu hồi được chi trả bồi thường hỗ trợ gần 80 tỷ đồng. Chiều dài tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 đi qua địa bàn phường Tân Phước khoảng 2,5 km với 158 hộ phải thu hồi đất. Với gần 4.500 tàu khai thác thủy sản, từ đầu năm đến nay, mặc dù thời tiết nhiều bất lợi, nhưng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đạt hơn 230.000 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 350.000 tấn, giá trị gần 30.800 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2023. Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm, thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp, do đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành kế hoạch năm. Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tàu cá theo quy định của chính phủ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho ngư dân trang bị các thiết bị cần thiết khi tham gia đánh bắt trên biển nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 6,9 triệu con gia cầm, sản lượng thịt gia cầm từ đầu năm đến nay đạt gần 18.000 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Từ đầu tháng 7 đến nay, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu được lãi cao nhờ giá gà vịt tăng. Hiện, gà đang được thương lái thu mua khoảng 65.000 đồng một ký, vịt khoảng 45.000 đồng một ký. Với giá này, người chăn nuôi có lãi từ 5 đến 20.000 đồng một kg. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức. Theo quyết định số 3414 của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Huỳnh Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phước Hòa, giữ chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 7. Tại buổi lễ công bố quyết định này, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ mong muốn ông Huỳnh Xuân Khang tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm cùng tập thể văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024, 109 cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Long Điền được bồi dưỡng các chuyên đề gồm công tác xây dựng, sử dụng lực lượng cốt cán, một số vấn đề tôn giáo cần quan tâm, kỹ năng nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Các đại biểu còn dành nhiều thời gian để trao đổi và đưa ra các giải pháp xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo gắn với lợi ích người dân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với hơn 70 đoàn viên người lao động trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã ghi nhận 12 ý kiến kiến nghị của đoàn viên người lao động, tập trung vào các chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ mua đất hoặc sửa chữa nhà, các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc lắp đặt camera tại các nhà trẻ công lập để phụ huynh theo dõi hoạt động của con, biện pháp kiểm soát an ninh mạng để tránh tình trạng bị lừa đảo, quấy rối qua mạng xã hội cũng được đoàn viên người lao động quan tâm kiến nghị đến lãnh đạo thành phố. Tất cả các ý kiến kiến nghị trên được lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của thành phố Bà Rịa lắng nghe, tiếp thu và làm rõ. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa trao tặng 41 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, hơn 200 học sinh phụ huynh trên địa bàn huyện Đất Đỏ vừa tham gia hội nghị tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đủ điều kiện hoặc không tiếp tục học lớp 10 năm học 2024-2025. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho học sinh phụ huynh những thông tin quan trọng và cần thiết về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, các chính sách hỗ trợ học sinh trung học cơ sở tham gia học nghề, nhu cầu việc làm, thị trường lao động. Các cơ quan cũng giải đáp những băn khoăn thắc mắc của học sinh về việc chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu nguồn nhân lực của huyện, tỉnh và khu vực. Kết thúc năm học 2023-2024, huyện Đất Đỏ có 1.116 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong số này, hơn 71% học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập. Số còn lại các em đã nộp hồ sơ vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập và trường nghề. Tại hội nghị nói chuyện chuyên đề về đạo đức trách nhiệm nhà giáo trong giai đoạn hiện nay, hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Long Điền được nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, chia sẻ về vị trí của nhà giáo trong xã hội, những yêu cầu về phẩm chất đạo đức nhà giáo, các biện pháp cần thiết để nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay. Dịp này, cán bộ quản lý và giáo viên còn chia sẻ với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện những tâm tư, nguyện vọng khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. 256 cán bộ quản lý giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện Đất Đỏ tham gia lớp bồi dưỡng học tập chính trị hè năm 2024. Lớp bồi dưỡng do Ban tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 8, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công chức, viên chức, tiên phong, gương mẫu, tình hình thế giới trong nước, trong tỉnh và huy đất đỏ nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, các học viên cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Trẻ Em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 100 học viên là cộng tác viên, các hội đoàn thể địa phương và người chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Long Điền tham gia tập huấn. Các học viên được nghe giới thiệu các kiến thức, dấu hiệu nhận biết, quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bóc lột, bạo lực, bị bỏ rơi, bỏ mặc. Báo cáo viên còn cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến việc hướng dẫn cho trẻ em các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở từng độ tuổi khác nhau. Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo đã thực hiện đạt và vượt 8 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ 11 đề ra. Kết quả nổi bật được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ của hội. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp hội phát động, thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo như mô hình tủ áo dài kết nối yêu thương, mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế gây quỹ vì phụ nữ khó khăn, mô hình phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong hội viên phụ nữ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn giúp cho 628 lượt chị em phụ nữ với số tiền gần 14,5 tỷ đồng từ nguồn vốn các nhóm tương trợ, hỗ trợ con giống, hạt giống với tổng số tiền 77 triệu đồng. Nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện số tiền 45,5 tỷ đồng cho 548 hội viên vay vốn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ nửa nhiệm kỳ qua. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng quà cho 10 em học sinh và 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Hội Cựu chiến binh phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã ra mắt câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường năm 2024. Đây là mô hình điểm của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Câu lạc bộ gồm 28 cán bộ hội viên cựu chiến binh. Ngoài trực tiếp tham gia, các cựu chiến binh còn vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom, phân loại xử lý rác thải, vận động hội viên và nhân dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, xây dựng nếp sống đô thị xanh, sạch, đẹp. Câu lạc bộ sẽ ra quân dọn dẹp vệ sinh làm sạch môi trường sống định kỳ hàng tháng. 71 học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ vừa được nhận học bổng, dụng cụ học tập. Ngoài ra, 130 hộ nghèo và khuyết tật của phường cũng được nhận hỗ trợ mỗi hộ 10 kg gạo, tổng trị giá các phần quà gần 60 triệu đồng do Ngân hàng Agribank chi nhánh khu công nghiệp Tân Thành và các nhà hảo tâm tài trợ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và 60 năm chiến thắng Bình Giả. Đợt thi đua với chủ đề Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Từ ngày 30 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2024, các cơ quan thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, chặng đường vẻ vang và những chiến công oanh liệt trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần 7 dám, 5 quyết tâm, 5 chủ động và 3 không. Từng tập thể cá nhân đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện tốt chủ trương, tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Những ghi nhận về giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp truyền hình BRT 2024 đang diễn ra trên sân vận động Bảo Thành, huyện Long Điền sẽ tiếp nối dòng thông tin. Thưa quý vị, lượt trận thứ hai bảng A nhóm tuổi U11 diễn ra sáng nay 31 tháng 7 đã xác định được đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết, đó là U11 thị xã Phú Mỹ. Niềm vui chiến thắng và cả những giọt nước mắt tiếc nuối xuất hiện sau lượt trận này. U11 Phú Mỹ bước vào lượt trận thứ hai gặp U11 Xuyên Mộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến vào vòng bán kết. Song họ đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng. Bởi các trận đấu, các cầu thủ U11 Xuyên Mộc thi đấu bản lĩnh kiên cường, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Phi Long trong khung gỗ, những chiến binh chân đất đã có thể chọc thủng lưới U11 thị xã Phú Mỹ. Thi đấu không thực sự hay, song đội bóng đất cảng lại có chiều sâu đội hình và nhiều cá nhân nổi trội. Một trong số đó là Lê Thanh Hưng. Cầu thủ này vừa thi đấu bao quát, vừa là người ghi bàn thắng duy nhất từ quả sút phạt hàng rào đẹp mắt mang về 3 điểm cho đội nhà. Con thấy tự hào và đã giúp Phú Mỹ bước một chân vào bán kết. Con cũng chia buồn cho các bạn Xuyên Mộc và chúc các bạn năm sau sẽ giành được chức vô địch. Về phía U11 Xuyên Mộc trải qua 2 trận thua liên tiếp, đội bóng này đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, với những màn thể hiện tại giải, nhất là trong trận đấu với U11 Phú Mỹ sáng nay, các cổ động viên vùng quê đáng sống có thể tự hào về các cầu thủ nhí của mình. Con rất tiếc nuối và không thể giúp đội lọt vào vòng trong và con và toàn đội sẽ cố gắng chiến thắng để lấy một trận chiến thắng danh dự cho mùa giải BRT 2024 này. Ở lượt trận cuối diễn ra sáng ngày mai, 1 tháng 8, U11 Phú Mỹ sẽ tranh ngôi nhất bảng A với U11 Vũng Tàu, còn U11 Xuyên Mộc sẽ có trận đấu thủ tục với U11 Châu Đức. Ở lượt trận thứ hai của bảng A lứa tuổi U13, sáng nay đội thị xã Phú Mỹ gặp huyện Long Điền 2.
Dù cả hai nhập cuộc đầy hứng khởi, nhưng những chiến binh đất cảng lại có nhiều tình huống nguy hiểm lên phần sân đối phương. Bước ngoặt của trận đấu được tạo ra khi Nguyễn Quốc An giúp đội bóng Ao Cạm vượt lên dẫn trước trong một tình huống phản công nhanh. Sau bàn thua, các cầu thủ chủ sân Bầu Thành dâng cao đội hình và đã có liên tiếp 2 đến 3 tình huống nguy hiểm. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi. Thay đổi chiến thuật thi đấu, đội bóng áo xanh gia tăng áp lực lên phần sân đối phương trong những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Khi những nỗ lực tấn công chưa mang lại kết quả thì đội chủ sân lại tiếp tục nhận thêm bàn thua với pha dứt điểm của Trần Nhật Huy. Hơn 5 phút cuối trận, cả hai thi đấu đôi công tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đã không thêm bàn thắng nào được ghi. Với 2 trận thắng liên tiếp, U13 thị xã Phú Mỹ sớm giành tấm vé vào chơi trận bán kết. Có phong độ thi đấu xuất sắc, Quốc An lần thứ 2 liên tiếp được ban tổ chức bình chọn và trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Con rất vui mừng khi được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lần thứ 2 và con sẽ tiếp tục cố gắng cho các trận sau nữa và cùng giành những chiến thắng cho cả đội mang về. Chuyên góc độ chuyên môn đó, các bé càng ngày càng phát triển chuyên môn hơn là những đối thủ rất là cạnh cửa với thị xã Phú Mỹ. Thì thị xã Phú Mỹ đã rất là có sự chuẩn bị chuyên chu và chuẩn bị tâm lý cho những trận đấu kế tiếp. Tuy nhiên các em còn cải thiện nhiều thứ qua những cái vòng đấu tiếp theo để có sự giành được những kết quả thắng lợi tiếp theo. Cũng trong sáng nay, U13 Đất Đỏ gặp U13 thành phố Vũng Tàu và U11 Châu Đức gặp U11 thành phố Vũng Tàu. Thông tin chi tiết về các trận đấu này sẽ được chuyển đến quý vị trong bản tin cập nhật lúc 14:50. Thưa quý vị, để nâng cao thu nhập cho nông dân, thời gian qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp, phát huy vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán trong việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo hướng hàng hóa an toàn và bền vững, qua đó thúc đẩy nền nông nghiệp tại địa phương phát triển. Phát huy liên kết trong sản xuất nông nghiệp là nội dung tiêu điểm chương trình trưa nay đề cập. Hợp tác xã này đang nuôi tôm theo công nghệ tuần hoàn khép kín trên diện tích 3 hectare. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm hợp tác xã thu lợi nhuận 1,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên hợp tác xã đạt từ 150 đến 250 triệu đồng một năm. Tháng 11 năm 2023, hợp tác xã được chọn thực hiện mô hình liên kết điểm thuộc dự án sản xuất tiêu thụ tôm thẻ chân trắng theo nghị quyết số 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham gia mô hình, hợp tác xã được nhà nước hỗ trợ nhiều vật tư thiết bị phục vụ nuôi tôm. Nhờ những thiết bị này thì mô hình công nghệ cao nó đáp ứng được rất là khả quan. Chứ còn nếu mà cái không có những cái thiết bị này là cái hộ xã nuôi như ngày xưa thì nó không đạt. Thí dụ một hecta ngày xưa là cái một tấn tôm thôi. Còn những nhờ cái công nghệ của cái thiết bị mà hỗ trợ nó đạt thí dụ 1.000 m² mà trên 4 tấn. Huyện cũng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nông hộ thời gian tới thì sẽ sản xuất theo cái hướng chuỗi giá trị, cung ứng cái công nghệ cao vào sản xuất, góp phần là tăng thu nhập và theo hướng bền vững. Cái mức mà thu nhập của bà con là tăng từ 10 tới 20% so với sản xuất kiểu cũ. Chuyên trồng rau ăn lá trên tổng diện tích 20 hectare, hợp tác xã này bắt đầu tham gia dự án liên kết sản xuất rau theo chuỗi giá trị từ tháng 6 năm 2023. Ngoài được tập huấn về kỹ thuật, hỗ trợ chi phí mua giống, vật tư nông nghiệp, trang thiết bị máy móc, hợp tác xã còn được hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó toàn bộ sản lượng rau của hợp tác xã có đầu ra ổn định. Là bà con làm là yên tâm, chỉ có lo sản xuất, mình sản xuất được nhiều thì mình có thu nhập cao, tại vì giá cả bao ra là có hợp tác xã lo rồi, nên là bà con rất yên tâm sản xuất. Hợp tác xã đã kết nối được cái chuỗi giá trị, đảm bảo được cái đầu ra bền vững, có đội ngũ kỹ sư sẽ sắp xếp cái lịch trồng, bà con chỉ việc trồng thôi và cứ tới ngày là thu hoạch và cái dịch hại nó sẽ giảm bớt xuống. Những năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực. Các mô hình sản xuất hiệu quả được ngành nông nghiệp và các địa phương nhân rộng. Đến năm 2023, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết đạt hơn 12% trên tổng giá trị sản phẩm toàn ngành, đạt gần 6.000 tỷ đồng. Chúng tôi đã có cái phương án lựa chọn những các cái chủ thể có cái năng lực về cái kinh nghiệm cũng như là cái khả năng mà liên kết
là tiêu thụ cái sản phẩm thì chúng tôi đã có cái kế hoạch lựa chọn để báo cáo ban nhân tỉnh xem xét và hỗ trợ cho các cái chủ thể mới, còn các chủ thể tiếp tục để thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ, củng cố và nâng cao vai trò hoạt động đa dạng dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp tại các hợp tác xã, đồng thời thực hiện các giải pháp đồng bộ để bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý, lịch thời vụ cho từng vùng, từng địa bàn, chủ động phòng chống hạn, chống lũ và phòng chống sâu bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, ngành sẽ tập trung sản xuất theo hướng an toàn Việt Gáp, hữu cơ, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, gắn mã số vùng trồng với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 cộng của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chương trình thời sự tiếp theo cũng trên sóng truyền hình BRT.